Hôm nay con tu con thấy nó có cái sự vui ý thị, nó có vui 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 trong người, và hôm trầm thì liên hoặc là tỉnh thức thì cao hơn, là con cứ tác ý rồi đi kinh hành, rồi hướng tâm mình thanh thản an lạc của sự khi ngồi khi đi, con thấy có sự tiến bộ hơn được rất nhiều, và nằm cũng thấy tỉnh thức, cho nên khi sự tu con thấy con nhận được cái thanh thản an lạc rõ rệt hơn cái năm qua. Con tập tiến tới, con tập điều điều, nhất là mình chuẩn bị cảnh giác về cái hôn tầm thiền niên, cảnh giác bởi vì tu tới niệm xứ nó giữ cái tâm thanh thản, nhưng mà rất là sợ cái hôn tầm thiền niên nó sẽ đánh vào, cho nên mình cảnh giác nó bằng cách nào mình đi kinh hành, mình đi, nếu mà ngồi nghỉ một chút thì mình cảnh giác nó, để không cảnh giác nó sẽ nó đánh vào được, thành ra nó mất cái thanh thản an lạc diệu sự. Cho nên cái tâm thanh thản an lạc diệu sự đó là cái chân lý, chân lý cái chỗ đó không có tham si, mà cái chân lý đó được hộ trì, được hộ trì cái chân lý đó, tức là mình phải hộ trì cái trạng thái đó, cho nên gọi là chân lý được hộ trì. Còn mình tu tập mình hộ trì, cho nên cái câu ở trong kinh Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật nói rằng chân lý được hộ trì hay là hộ trì chân lý, nghĩa là cái chân lý đó được hộ trì bằng cái phương pháp. Nếu mà mình hộ trì chân lý thì tức là mình lấy pháp mình bảo vệ cái đó đừng để cho mất. Cho nên tuy rằng hai cái danh từ nó nói thì mình nghe cái nghĩa nó đồng nhau, nhưng mà nó có cái nghĩa khác nhau trong đó. Chân lý được hộ trì là tức là mình phải ngộ được cái chân lý. Còn hộ trì chân lý tức là mình dùng cái pháp để bảo vệ cái chân lý đừng làm cho nó mất. Thì các con thấy khi mà chân lý được hộ trì là phải nắm vững cái, mình đã nhìn thấy được cái trạng thái như con vừa rồi đó, bây giờ con đã nhận thấy cái trạng thái thanh thản thì mình nhận ra được nó rồi, thì tức là mình đã ngộ ra được nó, giác ngộ đã nhận thấy được rồi, thì bắt đầu bây giờ nó mình mới chân lý được hộ trì khi mình nhận ra cái chân lý. Còn cái kia mình dùng cái pháp rồi, bây giờ tới dùng cái pháp để hộ trì nó, thì cái pháp sẽ ôm rất chặt, cái pháp ôm rất chặt. Ví dụ như cái pháp tác ý là cảnh giác, trước khi mình biết là mình sẽ sắp bị hôn tầm thiền niên là mình phải đi tình hành trước, đừng để cho nó mất. Cho nên vì vậy mà hai con nói một cái câu đó, nhìn phải nhìn thấy được cái chân lý thì cái chân lý mới được hộ trì bằng cái pháp, nhưng mà cái pháp mà để hộ trì chân lý thì cái pháp phải tu tập cảnh giác cẩn thận kỹ lưỡng từng chút thì nó mới bảo vệ được cái chân lý, chứ không kéo nó sẽ bị mất. Mà nó bảo vệ được đó, thì mình sẽ chứng đạt cái chân lý, bảo vệ được cái chân lý thì sẽ chứng đạt chân lý. Chứng đạt có nghĩa là mình sống trong cái trạng thái đó luôn liên tục, nó không có bị mất. Sao con nhớ? Cho nên vì vậy hiện giờ mấy con tu tứ niệm xứ là mấy con đang hộ trì chân lý, đang bảo vệ chân lý. Cái chân lý là cái lý thật, cái lý giải thoát, chứ không có gì vậy. Con nhận ra được cái chỗ đó không? Khi mà nhận ra được thì các con nỗ lực các con bảo vệ nó, thì chỉ có duy nhất có pháp tứ niệm xứ. Cho nên nó là chánh pháp, nó làm cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn. Nên phải ráng thôi. Bây giờ nó có tiến bộ rồi, nó có sanh hỷ rồi, chúng ta có cái niềm vui ở trong cái pháp mình có pháp mình bảo hộ trợ thì cố gắng tiếp tục. Chúng bạch thầy, thì con biết được, nhưng mà nó cũng phải có chứng ngày pháp rất nhiều. Bạch thầy khi hôm qua tự nhiên cả cái mặt con nó ngứa ra, nó cứ vậy con phải đi vuốt nó hoài, không biết tự nhiên có cái gì mà nó sanh khởi. Chính đó là cái thọ hành, tức là cái thọ ma đó. Cái mặt của mình nó không có ngứa, mà khi mình tu á tự nhiên nó ngứa, tức là nó làm cho mình bị đậm. Cho nên đó là cái ác pháp của nó rồi. Cho nên mình khi đó nó con sẽ nương vào một cái pháp để phá nó, bắt đầu con nương vào hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, vì cái mặt con nó ngứa phải không? An trú trong hơi thở, an tịnh thân hành tôi vô, an tịnh thân hành tôi ra. Con nhiếp tâm, nhiếp, đừng có gãi nó sẽ tàn, gãi nó ngứa hoài, ngứa chỗ này tới chỗ khác. Cho nên đừng gãi, răng cắn chặt răng, tắc ý, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an. Con đừng có đụng tới, đừng có ngứa, đừng con vú vú vậy đó. Nó đỡ chứ nó không có hết. Còn con gan dạ ngứa chết bỏ, để tay cắn chặt hai tay để kẹp cho cứng.
cắn chặt hàm răng cứng lại vì nó ngứa mà nó thọ mà cảm thọ nó khó lắm, nó không chết mà nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Người ta nói đau nhất người ta không sợ chứ tự ngứa chứ. Nó làm cho mình rõ rãi, mà mình gãi gì nó ngứa ngứa luôn, đừng có ngứa, cắn chặt răng đi rồi ta thấy an tịnh thân hành tự biết nó vô. Thọ là vô thường, hồi nãy mày không ngứa, bây giờ mày ngứa là mày phải đi. Gan dạ tao không sợ đâu, tao không gãi đâu. Ta kêu gan đó, rồi cái họ cắn chặt răng vậy, gồng mình lên, oan các bạn, rồi bắt đầu an tịnh. Ta thấy ôm chặt pháp hơi thở đi, rồi chút còn thấy không có ngứa mà nó không ngứa chỗ nào nó hết tơ. Con gái chồng con đứng nhà đi luôn. Con gái chồng con đầu hàng. Con đi ra ngoài cốc luôn chứ không ở trong cốc nữa. Ngứa quá trời. Ở thầy nói đúng là lúc bây giờ mới biết là mình thắng hay là mình bại đó. Bại rồi mình. Mình bại rồi, mình gãi là bại rồi. Có khi gãi tay da tay mặt chứ không phải còn ngứa quá. Hãy cần gãi cái lúc. Con thấy cái bệnh ngứa mà gãi là ngứa luôn, còn không gãi là không ngứa. Nhưng mà thầy, con chẳng hạn như mà trong lúc mà con đang ngồi với cái tư thế mà con như thoải mái đó, buông thõng tay chân á, với cái tư thế mà ngồi thiết già đó, thì ngồi thiết già thì con thấy ngồi mình quá thọ tâm, thân thọ tâm pháp nó rõ ràng hơn, thì cũng có những sự tâm vô. Nhưng mà biết rằng mình ngồi thiết già quá tâm thanh thản trên tứ niệm xứ có được không mình? Được, nhưng mà cái đó là cái người mới đầu tu. Còn mình tu lâu rồi không có ngồi kiết già để tự nhiên bất động thôi. Còn mình mới đầu mình chưa biết đó mà mình tu mình không ngồi kiết già cũng khép chặt á, nó sanh ra đủ thứ tùm lum hết nè, nó không có gom đâu. Sau thời gian rồi xả lần ra sẽ không có ngồi kiết già, thì giữ cái tâm thanh thản, tức là cái tâm bất động bình thường của mình thôi, giữ cái chỗ đó mới đứng của nó. Chứ còn khi nó bị gom, ngồi cái già mình trói nó lại, trói cái thân mình, chứ mình gom cái thân mình, cho nên nó dễ gom lắm, nó dễ gom mình cho nó an trú. Nhưng mà đó là cái giai đoạn đầu thôi, chứ còn cái giai đoạn sau là ngồi chơi bình thường, không có trói buộc mày muốn gì đó muốn, nhưng mà mày không chạy đâu, mắc vào. Và thầy khi ngồi xếp bàn vô thì con thấy nó gom tâm, nó mình quan sát từ tứ niệm xứ rất dễ, nhưng mà con cái nó chạy qua cái hơi thở rất nhanh. Vì nó bởi vì nó gom là nó bao giờ nó cũng phải trụ ở chỗ nào đó cho nó đặt. Còn em nó trụ, cho nên vì vậy mà luôn luôn ở hơi thở. Vì vậy mà khi thấy nó biết, nó bám vô hơi thở, biết hơi thở đặt vô. Cái tác ý thanh tan là vô sự, cái mình lo mình quan sát, mình nhận nhã hơi thở ra, chứ không có bám hơi thở. Cho nên nhiều khi mình tu tứ niệm xứ mà mình lại tu hơi thở, nó lại trật pháp. Dạ, bạch thầy, con thấy tu cái pháp thanh thản là vô trụ trên tứ niệm xứ này, con thấy nó đi khác với những cái phương pháp vừa rồi mình làm. Chẳng hạn như con quen chánh niệm tỉnh giác trong khi làm là chú tâm hoặc bật cách hay là mình để ý. Nhưng bây giờ tự nhiên mình làm một việc gì là mình phải chú tâm vào đó mất. Khi mà chú tâm vào đó một hồi thì mới nghĩ là không phải, là nó lại thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải nó vào trong cái chú tâm. Đọc sách thì phải để ý từng chữ, ví dụ như vậy. Thì mà khi để ý thì nó đã không còn thanh thản an lạc vô sự nữa. Mất rồi, nó hoạt động rồi. Dạ, nó hoạt động, nó đã thành chánh niệm tỉnh giác rồi. Ví dụ như bây giờ đó, con đưa cái thanh ra con biết thì nó không có thanh thản rồi, bị mình đang biết để đưa ra. Dạ. Yeah. Còn thanh thản nó không có làm cái gì hết, nó vô sự này, nó ngồi đây nè. Mà có nhà động nó đưa cánh tay ra, nó biết cánh tay thì nó biết đưa ra. Nó đứng dậy thì nó biết đứng dậy. Nó biết đứng dậy, nhưng mà thể mà khi mình đứng dậy rồi thì mình đứng xong rồi thì bắt đầu thanh thản ra lại liền. Con làm gì nó biết đấy, cho nên vì vậy mà mình ngồi yên đó, nó cứ bám những hơi thở. Cái thanh thản của mình, cái tâm nó thanh thản thì nó lại bám trong hơi thở, cho nên nó bám thì nó bị mình nó quen, nó nhiếp vô hơi thở, nó bị trói vô hơi thở, buộc lòng mình nhắc thanh thản là vô sự. Là do đến thời gian sau nó không có bám hơi thở đâu, mà nó ở trong thanh thản, có cái trạng thái thanh thản làm cho cái tâm nó ở trong cái trạng thái thanh thản thì nó không còn bám nữa, nó gọi là bất động tâm, chứ không phải là định niệm hơi thở. Và thầy, con thấy nó có một cái như thế này, hướng tâm là tâm thanh thản là vô sự, thì cái tâm mình thanh thản là vô sự. Nhưng mà trên thân họ tâm pháp là nó khác nữa bà thầy. Nó cứ bám vào cái tâm. Thì con nói, rồi con lại hướng lại, phải quan sát từng thân họ tâm pháp. Con phải hướng lại cái câu đó, nó bám vào cái tâm mình hả? Đúng rồi. Thầy nói như thế này nè, bởi vì tại sao mà Đức Phật nói trên thân quán thân, rồi trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, phải không? Tại sao Đức Phật nói quán là tại vì mình đang tu, cho nên mình mới quán nó để cho nó được cái thanh thản. Khi nó có chướng ngại, giờ mình quán, mình quan sát nó, mình thấy nó có cái chướng ngại, mình mới tác ý mình để lui nó, phải không?
còn nó không có chướng ngại thì tức là nó thanh thản, hay không? Cho nên vì vậy mà người mới tu thì phải quán nó, tức là quan sát nó, thường xuyên quan sát, chứ không phải nói quán rồi mình quán con lạc không phải. Suốt 30 phút đó mình quán biết bao nhiêu lần. Chứ nếu mình không quán á thì nó cái tâm nó sẽ sinh ra vọng tưởng, cái này cái kia nó tùm lum ra, nó đủ thứ hết à. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà người mẫu tu á thì mình thường mình quan sát. Vì vậy mình không muốn để cho nó bám vào cái hơi thở, mà bám vào một cái gì. Ví dụ mấy con giờ con đi mà không giữ cái tâm thanh thản á thì nó sẽ bám trong bước đi con á. Thấy không? Mà nó bám bước đi thì nó chánh niệm tỉnh giác, chứ nó không phải là ở trên cái tứ niệm xứ nữa. Bởi vì tứ niệm xứ thì phải quán tha, mà giờ sao lại nó không quán tha mà quán bước đi. Dạ, bà thầy nó cũng cùng cái câu hỏi hồi nãy con nói, ví dụ như mình hướng tâm là tâm thanh thản an lạc vô sự, thì thân có tâm thanh thản an lạc vô sự không, họ có tâm thanh thản an lạc vô sự không, mà các pháp có thanh thản an lạc vô sự, nó cứ nghĩ tới cái chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự không bà thầy? À, nó nghĩ tâm thanh thản an lạc vô sự là tâm không có niệm thanh, nó thanh thản. Nhưng mà cái thân nó đau nhất thì nó làm sao nó thanh thản được? Bởi vì cái thân, cái tâm, cái thọ và cái pháp đều nó là một khối với nhau. Để khi quán thân là nó có tâm thọ trong này luôn, có pháp luôn. Còn hiểu không? Phải quán thân thì nó lòi ra. Nếu mà bây giờ ở ngoài kia nó làm cái gì động, pháp nó làm động thì cái thân này nó cũng bị động đó. Hãy con quán thân này nó có, mà bây giờ con nhìn qua cái tâm, bởi vì con phải chạy đi bốn chỗ, con nhìn qua tâm thì cái tâm con nó cũng có cái thân ở trong đó rồi. Cho nên con không quán thân, nó cũng có thân rồi. Nhưng mà chính cái chỗ mà con quán cái tâm là cái chủ đề, chủ chốt. Còn cái kia nó phụ là nó cũng dính chùm nhau trong đó, nhưng mà nó có ở trong đó hết. Cho nên thầy nói cái trường thiền mà người ta cách ra bây giờ, cái trường thiền nó quán thân hoặc là quán tâm đi, mà quán thọ đi, thì cái đó sai. Bởi vì nó một chùm, nó không có thể mà mình tách rời ra được, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, để mình quán thân là nó đã có thọ, nó có tâm, có các pháp trong đó rồi. Nó dính một chùm, nhưng mà chính cái thân là chủ đề, còn mấy kia là tụi nó phụ. Thế mình quán cái thân là mình quan sát cái thân, chứ mình biết cái cảm thọ của thân là có thọ rồi không, rồi coi cái tâm của nó có bị động gì trên cái thân nó không. Không, nó không có gì hết thì nó là thanh tạng, là vô sự. Cho nên mình chạy vòng vòng mình coi, là tại vì mới tu vòng vòng trên chỗ thanh thọ tâm pháp, mà nó hay chạy tới đâu thì cái đó là cái chủ đề của nó, còn cái kia thì nó kéo theo nó phụ. Hãy mình quan sát cái này thì có mấy loại kia ra hay không? Bà thầy, vì mình hướng mà, con có hướng thì nó phải đi theo có hướng. Thì con mới hướng là tâm thanh thản là vô sự, thì bắt đầu cái tâm con bắt đầu nó lại biết cái chỗ tâm thanh thản. Cái tâm. Biết cái tâm. Sao bây giờ biết cái tâm còn cái thân còn cái thọ, bây giờ mình phải quay lại, phải hướng cái tâm lên cái thân cái thọ. Tâm. Khi mà con hôm qua con nhắc tâm thanh thản là vô sự, thì bây giờ nó nhìn cái tâm của nó phải không? Nhìn cái tâm thì nó có thân cái thọ rồi nó. Nó có cái tụi kia trong đó rồi. Nó ghi nhận cái kia, mà cái này nó chủ đề. Cái tâm thanh thản là cái chủ đề, còn cái kia nó là phụ thôi. Phải không? Cho nên nó vẫn có một tụi nha. Bây giờ đó mình muốn chắc ăn hơn nữa là mình quán là cái thân mình coi. Tức là cái thân bây giờ bắt đầu chủ đề mà cái tâm nó thành một thứ rồi. Còn hay không? Đặt cho nó kỹ đó, nó kỹ là cho biết coi cái thân coi nó ngứa chỗ nào, nó đau chỗ nào. Mà khi bây giờ con đang bị ngứa thì bắt đầu bây giờ quán thân rồi. Mà con bị những cái niệm vọng tưởng thì bắt đầu phải quán tâm rồi. Con hiểu không? Đặng quán tâm đặng biết rõ coi mày cái vọng tưởng gì đây, cái niệm gì đây, nó thiện hay ác đây. Nếu mà thiện thì tao để cho ác nó đặng phải đi. Đó là cách thức của tu tứ niệm xứ. Nó bị lòng vòng cái chỗ đó là thằng. Khi mình hướng tâm tự nhiên nó bị như nụ cái tâm. Bây giờ còn cái thân, rồi còn cái thọ. Cho nên con phải chạy lòng vòng, phải nhìn lại cái thân, cái thọ. Tại vì con bắt đầu con tưởng là mình quán rồi, cái tâm nó không có, nó không có đứng riêng ra đâu, nó một chùm nhau đó. Hãy quán tâm thì nó có thọ, có thân, nó trên trời rồi. Nó không có, bởi vì nói chia ra như vậy chứ sự thật là nó có một, thân thọ tâm pháp nó có một thôi. Mà bởi vì nó luôn luôn nó có một cái sự tương ưng, cái sự mà duyên hợp với nhau, nó không có tách rời ra được đâu. Nhưng mà cái chủ đề của nó để cho mình biết nó là mình phải nhắm vào cái thân, mình nhắm vào cái tâm, mình nhắm vào cái cảm thọ. Đó là cái chính của mình để mình quan sát cái đó. Nhưng mà mình quan sát cái đó là có tụi kia mình quan sát hết. Cho nên vì vậy đó, trong khi mình tu như vậy để cho cái tâm của mình như vậy nó nhả bớt những cái nó gom lại cái chỗ nào. Thường thường cái tâm mình hồi mình tu về tứ chín cần á, là nó có bốn cái pháp tu của tứ chín cần, là định vô lậu, định niệm hơi thở, định sáng suốt, định chánh niệm tỉnh giác, phải không? Ở trên tứ chánh cần nó có bốn cái loại định đó mình tu. Bây giờ vì mình tu tứ chánh cần cho nên mình hay bị nhiếp tâm. Nhiếp tâm nó quen rồi. Bây giờ tứ niệm xứ thì phải xả nó ra, chứ không có được cho nó bám vô.
nhưng mà nó quen cái hồi mình tu tứ chánh cần, nó quen như tu hơi thở, cứ ngồi im cái bắt đầu cũng thấy hơi thở nhịp rồi, thành ra nó bắt bám vô hơi thở thì cái thanh thản nó không có thấy đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, buộc lòng mình phải nhắc tâm thanh thản lại vô sự, rồi bắt buộc mình phải quay một vòng ngồi trên thân đồ tâm của mình quan sát nó bốn cái chỗ này, rồi xong rồi cái ngồi im chút xíu chứ thấy nó nhịp không? Bởi vì nó quen cái chỗ của nó bắt bám lắm mà thầy. Nó nhịp không, nó hơi thở, nó biết hơi thở ra vô rồi cái mình tác ý thanh thản lại vô sự, không được bám vô hơi thở nha, biết thanh thản. Nhưng mà mình nói là nói vậy, chứ mình bắt cái tâm của mình quay một vòng nó bốn chỗ thanh thọ tâm quán, gọi là trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên quán quán quán, trên thọ quán thọ. Lúc đó thằng nó, cái tâm nó phải đi, nó đi dập dờn, đi mình bắt buộc cho nó phải đi, nó đi thì nó nhả dĩa ra, phải không? Cũng bị mình bắt nó phải quan sát cái này thì nó làm sao nó quan sát cái hơi thở. Mà thầy, một cái niệm nào mình khởi lên, ví dụ như mà cho là một cái tài niệm hay là bất cứ một cái niệm nào khởi lên, thì con cũng thấy cái tâm con nó chạy vô cái niệm đó đi. Nó chạy vô niệm mới, nó không còn mình tâm thanh thản thì nó phải bao coi bốn cái niệm, bốn cái này. Nhưng mà khi có một cái niệm khởi lên thì cái tâm nó chạy theo cái niệm đó. Dạ, nó chạy nhanh lắm, nó chạy theo niệm đó. Dạ. Cho nên vì vậy mà khi mà nó chạy vô cái niệm đó thì bắt đầu mình quan sát cái tâm liền, bởi vì mình biết niệm là tâm. Cho nên mình ngay đó quan sát cái tâm, coi cái niệm này nó cỡ cái gì đây, coi cái tâm mình nó cái niệm gì. Rồi bây giờ nó là kiết sử hay là nhân quả hay là tiền cá, nó là cái niệm gì, hay hoặc là năm dục tưởng dưỡng nó sanh ra, thì ngay đó biết là mày đi, mày năm dục tưởng dưỡng mày đi, tao đây không chấp nhận. Cái bắt đầu ổng lui, thấy có ăn đi à. Dạ. Con hiểu không? Bởi vì mà nó đi, cái niệm nó đi rồi thì cái tâm nó trở về thanh thản. Thấy cái niệm nó có thì cái tâm không mất thanh thản rồi. Dạ. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi có niệm khởi cái tâm mình nó nhảy ra liền. Dạ. Cái biết đó, nó nhảy theo cái niệm liền. Dạ. Cho nên vì vậy đó mình nhìn. Khi mà nó nhảy theo thì mình nhìn lại coi cái niệm này thuộc về loại gì. Hãy lái cái sử đi, ở đây chỗ này không có ái cái sử vô đây được, thanh thản ăn lại vô sự. Cái bắt đầu mình quan sát, mình đuổi cái tâm của mình, cái động của tâm rồi thì mình đuổi rồi, cái mình quan sát bốn chỗ một lần nữa coi không có gì hết, để thanh thản ăn lại vô sự một chút. Cứ một cái thời gian đó, lần lượt cái thời gian mà mình ngồi lại, thanh thản nó càng kéo dài ra rồi nó sanh cái niềm hỷ. À, thì lúc bây giờ cái thanh thản đó nó dài, cho đến khi mà nhất dạ hiền một đêm thì nó đủ tứ thần túc, mà chưa đủ tứ thần túc thì 7 ngày luôn giữ gìn cái tâm đó 7 ngày. 7 ngày mà nếu có tứ thần túc thì thôi, mà không có tứ thần túc là 7 tháng. 7 tháng chưa có tứ thần túc thì giữ cái tâm đó 7 năm thì coi đi, có thần túc ra không? Thì nghe 7 năm mà giữ được cái tâm đó. Không, thầy nói chuyện nhất dạ hiền thôi, một đêm 12 tiếng đồng hồ là con giữ 7 ngày được. Con giữ 7 tháng được, nó sẽ sống luôn ở trong đó, mà nó sống chân lý nữa mà. Nó đâu, mình chứng đạt cái chân lý rồi nó sống luôn rồi. Nó thành ra nói thì nói vậy chứ, chừng 12 tiếng đồng hồ là được rồi. Nhưng mà nó 12 tiếng đồng hồ á, nó chưa có đủ cái sức lực của nó. Cho nên mình kéo dài cái trạng thái thanh thản đó 7 ngày, thì thần lực nó đủ. Nó lại nói nó thật sự nó như vậy chứ không có gì. Mà nếu mà trong 12 tiếng đồng hồ đủ thần lực thì thôi rồi, xong rồi, đâu còn tu nữa. Rồi con hỏi. 7 ngày rồi không chừng đó con sẽ dùng cái pháp, bởi vì tứ niệm xứ nó là cái thực phẩm của tứ thần túc, của tứ tự của 7 giác chi rồi. Cho nên vì 7 năng lực của giác chi con biết nó không bao giờ đói. Con ngồi mà 7 ngày thanh thản là vô sự, nó khởi đói thì con bị dục rồi. Có phải không? Nó đâu có dục nữa mấy con. Cho nên 7 ngày không ăn, mà thầy nói 7 ngày không ăn, bởi vì đó là thuộc diện nó sung mãn của tứ niệm xứ, là nó không bao giờ nó đói đâu. Đã nói sung mãn tứ niệm xứ mà nó sung mãn thân thọ tâm pháp, nó đâu có biết đói đâu. Bây giờ nó 7 ngày nó chưa có đủ tứ thần túc như vậy, con ngồi 7 tháng nó cũng không ăn luôn, nó không phải định. Mà tại vì cái thân nó sung mãn, lúc bây giờ cái lỗ chân lông này nó tiếp xúc cái chất bộ vậy, ở ngoài trời nó sống bằng tứ niệm xứ con. Bởi vì tứ niệm xứ là cái pháp điều diệu của Phật mà, trời đất đâu có chuyện dễ đâu mấy con. Nó làm chủ tất cả mọi cái sự đau khổ của con người mà. Cái pháp tứ niệm xứ, cho nên con thấy là trên thân quán tâm để khắc phục tham ô nhỉ. Con nghe cái câu nói của bà, nó khắc phục ưu khổ trên thân, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ô nhỉ. Cái phiền não trong tâm nó đẩy lui hết, các pháp tác động vô nó tác động, nó khắc phục hết. Bây giờ trời nóng trời lạnh như câm như rét ở trên như bên Liên Xô, các con dùng cái pháp tứ niệm xứ là nó không lạnh nữa đó. Nó khắc phục được thời tiết, nó khắc phục tất cả mọi cái đó. Bởi vì nó tứ niệm xứ mà, nó khắc phục tham ô, nó làm cho mình hết ưu phiền.
Các con nghe cái tiếng niệm chú của Đức Phật nói đơn giản chứ mà biết cách là khắc phục được phải không? Cho nên các con đừng tưởng nó thanh thản rồi nó không có đói. Nó đói nó dùng sai. Con ngồi 7 ngày không đói đâu. À, ngồi 7 ngày mà không mỏi nữa. Bởi vì cho nên bây giờ thầy nói như thế này nè. Bây giờ con ngồi đây con tu tứ niệm xứ thì con nghe an lạc rồi. Mà nghe nó mỏi là con bị ác pháp rồi như vậy. Thì bao giờ con phải đứng dậy đi, tức là con đang tu tứ niệm xứ chứ con đâu phải là sống ở trong tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ chưa sung mãn. Mới đang tập tứ niệm xứ thôi. Cho nên nó còn chút. Cho nên bây giờ ngồi thôi nó mỏi. Còn kia con ngồi hoài nó không mỏi. Phải không? Nó tứ niệm xứ nó sung mãn làm sao cái thân này mỏi? Nó mỏi là nó có chướng ngại, nó ác pháp rồi. Thì như vậy đâu phải là tứ niệm xứ, mình đâu có chứng đạt tứ niệm xứ đâu. Còn người ta chứng đạt tứ niệm xứ rồi, nó đâu có chuyển giới đâu. Nó thuộc về chánh niệm rồi, nó không có tà niệm đâu, nó đưa. Pháp của Phật như vậy đó. Rồi, đúng rồi. Mình tu tứ niệm xứ, mình ngồi trên thế giới thanh thản, khỏi cần mọi cái dạ hay là bán dạ. Nó đâu có cần, con nó tu 4 nghi. Con đi cũng được, con đứng cũng được, con nằm cũng được. Nhưng mà mình mới tu thì mình cảnh giác. Còn nếu người ta đã sống trong đó rồi, đi đứng nằm ngồi y như người bình thường. Họ làm tất cả mọi công việc nhưng mà nó ở trong tứ niệm xứ hết, nó sung mãn. Nó hay lắm, mà bởi vì nó tứ niệm xứ mà 4 chỗ thân thọ tâm pháp. Bởi vì thầy nói đọc sách của Phật, thầy nói tứ niệm xứ không có pháp nào mà hay hơn tứ niệm xứ. Còn cái định, tứ thánh định, con biết đó là cái chuyện thường cho con tứ thần túc rồi, con nhập định nó dễ như trở bàn tay, có gì đâu khó. Tâm với cái đồ đó đồ bỏ. Nhưng cho nên cái lớp mà thứ 8 mình chánh định, con biết cái lớp là lớp đồ bỏ. Mà chánh niệm lớp đó là lúc đó sống cho được tứ niệm xứ là không phải dễ. Cái tứ niệm xứ là cái pháp tuyệt diệu. Cho nên Đức Phật nói lấy chánh pháp, mà không chánh pháp là cái pháp nào, Đức Phật đã xác định rõ là đó là tứ niệm xứ. Chánh pháp của Phật là tứ niệm xứ đó. Lấy tứ niệm xứ làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc. Khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật đã dặn hết mà. Không có pháp nào hết, chỉ có tứ niệm xứ mới là chánh pháp thôi. Rốt cuộc và thầy chánh niệm tức là tứ niệm xứ. Chánh niệm đó. Ở trong bát chánh đạo, chánh niệm là tứ niệm xứ. Cho nên nó xác định được tứ niệm xứ là ở trên cái đó. Mà nói chung là cái chánh niệm đó là cái lớp chánh niệm là tu pháp tứ niệm xứ. Cái giáo trình mà tu tập cho cái lớp chánh niệm là tứ niệm xứ. Bây giờ theo Nam Tông, theo nước ngoài, giờ chánh niệm là tu giống như chánh niệm tỉnh thức mình. Cứ đi đâu cứ chánh niệm, cứ gì cả. Trời đó đâu. Cứ cho là chánh niệm. Chưa đủ, cái đó chưa đủ, mới có chút. Mới có chút xíu. Ví dụ như mình ngồi mình tu tứ niệm xứ là mình quán thân thọ tâm pháp, mà kêu ác pháp vào là mình đáp ý mình đẩy lui. Đẩy lui ra, mình có pháp như lý tác ý là cây chổi đó. Kêu là cây chổi. Thay vì cái nhà con dơ thì con lấy cái chổi con quét. Còn cái tâm con dơ thì con lấy cái pháp như lý tác ý con quét. Đó là tứ niệm xứ, quét 4 chỗ này cho sạch. Vì nó có 4 chỗ, mà nếu mà chỗ nào dơ là cứ quét hết, không có để. Mà con có cây chổi là chổi tứ niệm tắc như lý tác ý. Phải không? Con có cây chổi đó. Cho nên vì vậy mà tu tứ niệm xứ có cái chổi này là quét hả? Mà thầy, con thấy mình khi tu tứ niệm xứ mới có 2 ngày, con quan sát thì con thấy là những thứ mình tu hay là những cái cử động của mình là hình như nó đi ngược lại, nó không đúng tứ niệm xứ. Ví dụ như mình ngứa là tự nhiên phản ứng mình phải giải, phản ứng mà mình thấy không được là mình phản ứng là phải đi, nó phản ứng liền. Như vậy là còn ác pháp, trong ác pháp quá còn nhiều. Còn ác pháp nhiều, dạ, cho nên nhiều. Con rác nhà con còn rác quá trời. Rồi mình làm cứ tự nhiên thôi, cứ tự nhiên ác pháp còn mình chạy theo ác pháp rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nhà dơ rồi lại hốt rác là quăng cho dơ thêm, chứ đâu phải quét rác. Có phải không? Bây giờ ngứa gãi vậy là hốt rác đổ thêm chứ, làm sao mà hết được. Tìm nhiều cách làm để cho nó dơ thêm nữa. Nó dơ thêm, chứ không có làm cho nó sạch. Rõ ràng là vô minh quá. Bởi vì có chút xíu mà. Con nói thế, ngồi mà ngồi như vậy thì coi có các cái hình ảnh nó hiện lên thì như thế nào? Cái hình ảnh đó là bị tưởng, sắc tưởng rồi. Mình ngồi vậy mà mình thấy có hình ảnh nào hiện lên, ánh sáng, hào quang, tất cả những cái sắc tướng của nó gọi là sắc tưởng. Cái hình ảnh đó nó hiện lên mình thấy thì đó là tưởng hết, sắc tưởng hết. Còn cái mùi thơm, mùi thối gì đó, tất cả đó là gọi là hương tưởng. Cái tưởng đó, mặc dù nó không có cái vật đó thơm mà nó lại nghe mùi thơm thì nó là bị hương tưởng. Không có cái vật đó trước mắt, cái người đó trước mắt, không có hình Phật đó trước mắt mà tại thấy hình đó là bị sắc tưởng. Thế mà thầy là khỏi tiếng nói và tiếng phòng đưa đến thì như thế nào? Đó là thinh tưởng.
à, tin tưởng nó nói nghe trong mình ngồi đây mình nghe đâu kêu tên mình hoài, nhưng mà dồn sao không thấy ai hết, đó là bị tin tưởng, là nó kêu ở trong mà mình tưởng ra ở ngoài kêu, chứ thật là nó tin tưởng kêu. Cái bài thầy thì phương pháp có dùng như thế nào, tốt hay là xấu? À cái đó xấu lắm. Là coi như bây giờ dùng cách gì mà tác ý, như lý tác ý, dẫn nó, đuổi nó ra, mày là tưởng đi, tao biết mày, đừng có vô đây. Thì đuổi riết, tụi nó chạy hết, thì nó còn lại cái tâm thanh tạng là như tự là tốt. Chỉ có tứ niệm xứ là tốt nhất, còn tất cả những cái khác là không tốt. Bởi vì tứ niệm xứ là cái trạng thái, tứ niệm xứ là cái chân lý là thật rồi, còn mấy cái tụi này là cái tụi ma. Thành ra đuổi hết, không có được nè. Cho nên Đức Phật trang bị cho chúng ta cái pháp như lý tác ý, mà Đức Phật nói, tác ý một tướng khác, một tướng đó, thì cái tướng đó sẽ đi. Mà mình bị cái gì, mình cứ tác ý cái tướng khác cái đó đi, thì nó sẽ mất hả? Chứ không có gì đâu mà sợ. Đức Phật trao cho mình một cây chổi, rồi dạy cho mình để giữ quét cái nhà. Bây giờ chỉ có xiên ngang quét cái nhà rồi, mà liệu biết thì cái nhà dơ. Mà ngứa mà gãi thì thôi, cô lá tem mà thôi. Mà chạy ra luôn mà thầy. Mà chạy thầy đó hôm bữa đó có con đứa nào đó con tệ hạnh nó cũng nói ngước quá trời con thanh thản ăn lạc được mà sao nó ngước quá vậy, thì nó bị con thanh thản được cho nên nó ngứa để con không thanh thản cái gì nó phá con nữa chứ gì, nhưng mà gan dạ nó nghe trời ơi con lấy dầu, con nghe thầy bảo đừng có lấy dầu tha, mà cái tai con nó cũng hồi thấy nó muốn lấy nữa. Thầy chân thành người kia cũng bị nữa. Mà thầy nó chết bỏ đừng có nó cái ngứa bao giờ con chết bao giờ mấy con sợ, thế mà nó cứ nó bằng hò nó gãi nó chịu không có được, mà cái thói quen rồi nó ngứa rồi nó bắt gãi cái thói quen chứ không phải là gì, có nghiệp đó mà mình không thắng được nghiệp làm sao, trói tay trói chân lại đi, lấy dây cột lại mình bị vậy đó, cột tay một chỗ cứng lại đi, rồi nó ngứa mặt mình, nó đâu có ai gãi cho nó thì nó hơi nó hết rồi, thì nó ngứa mà không gãi là hết, đau không rên là hết. Đau mà rơi nó đau hoài, còn ngứa mà gãi nè, ngứa hoài chạy ra gãi dầm hết rồi, chạy đi dầm hết dở, nó còn dở quá. Tôi thầy thầy ngồi bắt đầu bên thầy không quen không biết, bên thầy mình áo pháp nó đến là coi như nó bình thường cũng chả giống rồi đầu mình nghĩ lại thì mình nói nó là áo pháp. Bởi vì tôi mới mình mới thấy thiệt khó thiệt chứ không phải dễ, khó lắm mấy con, chiến thắng được nó rồi mấy con thấy mắt lạnh. Mấy con thắng được cái ngủ mấy con thấy mát lạnh, tỉnh mà tỉnh, thật tỉnh, tỉnh ghê tỉnh, từ cái thớ thịt nó tỉnh ra. Còn cái đau mà mấy con thắng được cái đau, mấy con thấy mát lạnh, cái thân sung mãn ghê gớm, nó không có biết chút gì đau không lại. Đó là mình đã thắng nó. Còn ngứa thì mình thắng nó trời, nghe cái thân không có chút nào mà ngứa. Nghe nó an lạc chứ. Cái ngứa thì khi mà nó hết ngứa, hoàn toàn mình thắng, mình ngồi bất động. Còn khi mà nó qua rồi, nghe cái thân nó mát mẻ mà nó làm sao nó an lạc yêu phụng, nó không còn ngứa nữa mà nó cũng có cái trạng thái gì đặc biệt khi mình thắng nó. Bởi vì ta nói chiến lợi phẩm, sau cái trận mà mình thắng nó được thì chiến lợi phẩm ghê gớm, nhưng mình thắng được hay thôi thì mình bại trận. không có được hưởng cái gì hết. Thầy con này qua 2 ngày thầy chỉ dạy cho con tu tập pháp môn kinh hành á. Thì con tập thì bây giờ con thuần thục từ 5 bước đến 10 bước và đến 20 bước con thuần thục. Nhưng mà thấy con tập quá nhiều mà hai cái bắp này nó hơi đau thì. Như vậy là con lui lại, con đi ít chút. Rồi bắt đầu con dựa làm sao mà con nghe nó có cái dạng mà nó hơi mỏi con hai bắp đó. Thì con tập ít lại, đừng có tập nhiều, tập vừa sức của mình thôi. Rồi lần lượt con sẽ đi suốt đêm nó không mỏi mà. Vì cơ thể chúng ta là cái cơ thể thích nghi. Mình tập dần dần, con thấy cái người hay đi bộ, họ đi cái đường xa, họ đi 5-6 cây số, họ đi như thường. Còn mình nó đi như vậy, mình chưa có đi như vậy đó, mình đi không có nổi đâu. Cho nên ông bà xưa của mình, họ quải cái gánh này, họ đi, họ đâu có xe cộ như bây giờ. Họ đi từ 4-5 cây số, họ đi từ ở trong bàn này mà họ đi tới thành phố 40-50 cây số mà họ đi được. Họ đi cũng nó khỏe nó không gì. Bởi vì mình biết cái cơ thể thích nghi không. Bây giờ trời lạnh như thế này nè, mình ở cái chỗ này nè, mà mình đến cái chỗ lạnh á, cái cơ thể một thời gian nó thích nghi, nó sống ở trong lạnh được. Nó tại nó thích nghi. Cho nên cái tập luyện của Phật là tập cho mình thích nghi. Mình dội, mình không mau, mình tập quá trời, cái cơ thể nó không thích nghi được, nó phải mỏi, nó đau, nó nhức ở trong này. Cái sức của mình ngồi có 3 phút, mà mình ngồi tới 10 phút thì nó làm sao nó không đau hai cái lưng này. Có phải không? Đó là nó chưa có thích nghi, mình tập từ từ.
Cho nên cái gì cũng vậy, do cái luyện tập của mình nó sẽ tốt thôi. Cái thanh thản, cái tâm thanh thản của mình cũng vậy. Tứ niệm xứ niệm mình tập từ từ, chứ mình dội mình làm nhiều quá nó mất thanh thản mà bị ức chế. Bạch thầy, con sau khi con thấy con phát hiện là cái đó đời con cứ tập cứ mỗi muốn là coi như là năm lượt đời sau con lại thả con đi rồi nào con cảm thấy con nằm coi như là xong thì không thấy rồi như vậy được không đó. Biết cách là thiện xảo. Bây giờ con tập cái pháp môn đó thuần thục rồi thì thầy có cho con tập pháp môn khác rồi thầy con sẽ tập thêm một ngày nữa rồi thầy sẽ, bởi vì con còn ở đây lên đây lắm, tập cho nó thuần cái này rồi thầy sẽ dạy cho thật thuần. Ừ. Bạch thầy, là con tên thầy hôm qua thì con tu tập cho đến ngày hôm nay là nói chung là phải thiện xảo. Thì hôm qua thầy đã chỉ giáo tại đây mà con về thì lúc đầu thì con cũng thử con tập tu 5 phút. Thì một tiếng đồng hồ thì con tu là cứ 5 phút và 5 phút con hiểu. Ừ. Thì 30 phút trong một tiếng đồng hồ đó thì có 2 cái niệm xem vào. Và buổi trưa thì con nằm mà không ngủ. Đổi lúc trước con ngủ thì một buổi trưa hôm qua con ngủ. Con có đọc lại cái tài liệu của thầy. Con mới thấy rằng thầy bảo là tập 1 phút xong đến 2 phút. Thì buổi chiều thì con tu tập 2 tiếng rưỡi. Và buổi giờ chiều con nghỉ thì hôm qua là rất tỉnh trạng rất khác. Và đến đêm con cùng 7 giờ đến 10 giờ thì là con tập 2 tiếng rưỡi. Nhưng mà cái cuối giờ cuối cùng của đêm thì nó là hỗ trợ một tí, và coi như là cái bang của cuối cùng của 10 giờ 9 rưỡi đến 10 giờ là con thư giãn và con đi ngủ luôn. Ừ, thư giãn đấy là con ngủ mà như vậy 10 giờ con ngủ và dậy 2 giờ kém 5 là tự dưng nó dậy và rất khỏe. Và như vậy từ chiều cho đến đêm nó có 10 cái niệm nó xem vào và một cái niệm phóng tâm. Thì sáng nay thì con tu tập như vậy là 2 tiếng rưỡi cũng như vậy, và nửa giờ sau là con thư giãn. Thì như vậy là có thêm nắm cái niệm nó xem vào. Cái 2 tiếng rưỡi có 5 cái niệm đó, còn tu 2 phút thôi này. Trời. Và như vậy là rất khỏe, và như vậy là ôn tâm từ những nó biến mất. Vậy thầy, là như vậy con khi nào con tu mà 2 phút mà thầy không còn cái niệm theo, không còn cái niệm tiếp tục 3 phút. Rồi mới tăng lên 3 phút. Tự tăng lên. Và đầu con hôm qua như thầy bảo đó thì con tu 2 phút con nghỉ đi kinh hành 3 phút. 2 phút thì con tu đi kinh hành 3 phút. Mà tiến tới thì như vậy là tới thầy thì con cũng áp dụng như vậy. Áp dụng như vậy. Nhưng mà chất lượng đàng hoàng, bây giờ nó còn niệm, tu tập sau đó không niệm mới tăng lên. Chứ còn niệm là nhất định, một niệm là không tập. Rồi cứ cố gắng khắc phục, nhiếp phục, mà thấy cái đầu mình không có nặng, thì mình nhiếp phục trong cái thời gian tu tập kỹ lưỡng hơn. Làm sao cho đừng có niệm vô, gọi là nhiếp phục cho được cái tâm. Mà nó còn niệm là con chưa có nhiếp phục được cái tâm, con chưa có làm chủ cái tâm. Lôi nó mà nó không nghe, nó còn cục tịch, nó chạy bậy, hiểu không? Phải cứ trói cái tâm nó lại cho chắc, không có được mày chạy bậy nữa. Phải nó còn niệm đó là mình trói chưa chặt, có vậy thôi, tức là nhiếp phục chưa được nó. Bởi vì nhiếp phục là làm cho cái tâm nó phục, con hiểu chưa? Bảo nó phải biết nghe, mày không có niệm, tao bắt buộc mày phải ở trong cái thân hành này, nó không có được niệm. Thì cũng bắt buộc sao mà nó không niệm, đó là gọi là nhiếp phục được tâm. Rồi bắt đầu bây giờ tao nhiếp phục được, tao trói mày rồi, thì tao bảo mày phải an trú được cái tâm. Mày an trú cho chặt ở trong này. Thì do đó mà khi mình đạt được cái chất lượng này rồi, thì thầy nói bệnh đau cái gì con để lui được hết. Coi như là cách thức mà dạy cách thức cái nhiếp tâm và an trú tâm, là dạy cách thức các con ôm phao, ôm cho chặt cái phao. Bây giờ muốn cái phao của mình nó đừng có tách rời ra, mình phải lấy dây nịt hay gì buộc cho mình cho chặt ở trong cái đó. Rồi cách thức ôm phải nắm những cái quai nó như thế nào, khi mà sóng gió nó lật qua lật lại thì cứ dính trên cái phao này chứ không có tuột ra được. Đó là cách thức nhiếp tâm và an trú tâm. Các con nghe cái chỗ đó chưa? Cho nên khi trong cuộc đời mấy con sẽ bị sóng gió ba đào của nghiệp mà không giải cách thức của mấy con ôm cho chặt cái phao, thì sóng gió nó mạnh quá nó đánh mấy con tọt rớt dưới biển chết luôn ở dưới. Bởi vì mất phao rồi thì phải chết thôi chứ không còn cách nào cả. Cho nên cách thức của Phật dạy hay lắm, là chúng ta phải nhiếp tâm và an trú tâm, tức là giải cách thức cho ôm chặt được cái phao. Ôm được cái phao là tức là ôm pháp vô được, đừng có bung cái pháp ra. Còn giờ mình có niệm là mình bị rớt rồi còn gì.
tức là nắm chưa chặt. Chừng nào nắm chặt là không niệm, các con hiểu chưa? Mình nắm chặt cái pháp, tức là bây giờ cứ hơi thở mà nó không có cái niệm gì hết thì nó làm sao nó rời con ra được, tức là chặt sao? Ôm thao giữa biển mà giữa cái biển nghiệp của mấy con chứ gì? Thì vô đầu thì nhảy cái tâm an tỉnh thức cái gì? Các con hiểu chỗ đó chưa?